mái nhà đây là vào khu vực thả chim bên này. Thả chim ở khu vực này này. Đây các bạn nha, đây vào đây đến chợ chim các bạn này. Ở đây khu vực chợ chim này khá là đông rồi, anh em ra rất sớm rồi. Chợ chim sáng sớm mà hôm nay đông phết này, ra sớm lắm nhỉ. Đấy, anh em tiếp tục đi một vòng chợ chim như thế nào. Đây khu vực này, khu vực chợ chim này, Lạng Sơn này rất đông này. Trăm con chim mình có ông gái. Con này chắc là 3-4 ngày tuổi rồi. Lớn nhanh lắm con này này. Con này là con của cô à? Ai bảo bán đâu, ai bảo mua đâu. Táng lò không phải, táng lò là con gì? Kiến dân tộc. Kinh kinh là con gì? Nhìn. Con này cho vẫn non. Giống Phượng Hoàng nhỉ? Con kia, hai con kia là sao? Con này không? Ba con này vẫn là ba con non đấy chứ. Đợt trước mưa con có chim nhà mình đẹp ơi đẹp, nó bay lên rồi nó ngắt. Con bé nó thả ra chân lên, nó bơi là nó bóng vào. Nó biết hót rồi nhá. Bảo mi chào màu. Thả ra đi, nó bóng vào nó bay. Vẫn còn đang non. Bay lên xung quanh nhà nó con rồi. Có quả lồng này ác với nhờ cô nhờ. Đồ này đẹp quá nhỉ. Hả? Quay thoải mái được không? Cái này cái lồng này mang ra bán được phải không? Gỗ này chất liệu gì đây? Không. Lồng này đẹp nhỉ. Cái này là bằng gỗ ấy đấy. Gỗ mốc. Lồng này chắc là đắt đây nhờ. Triệu dưới à? Triệu dưới. Khá là đẹp. Đẹp mà. Triệu dưới lồng này. Gú mốc. Nhìn màu mè nó đẹp lắm nhờ. Ý, nàn như thấm tắp. Khá đẹp. Máy đúng không? Đẹp. Lồng máy á? Làm máy. Bây giờ làm tay thì mất thời gian lắm. Chào mao bây giờ mua đấy là họ bán mua thôi nhỉ? Trắng đấy của ai đấy? Mà phát đi mấy? Hàng đấy. Tôi mà trắng bao nhiêu tiền? Chào mao má trắng. Chưa biết trống hay máy bán giá cao. 300 à? 300. Kim sắt thành vàng mất. Cái này lúc trước kia thời trước kia có 30. Lên 300 rồi. Rồi. Trước 30 giờ cao rồi. Nơi má trắng. Má trắng kia là con chim non đấy. Con này cháu chưa gặp bao giờ với con chim này. Kháng rồi. Chưa thấy nó gặp bao giờ mà. Nó ăn cái gì hả cô? Con cám đây đấy nhỉ? Ăn cám rồi kìa. Gà này. Con này con khuyên. Con khuyên này hôm đó mua. Người lâu lắm rồi. Mua tổ khuyên thì cũng khó nuôi. Con xào này của cô ạ. Covid không dám ra. Nên ra trưởng bán. Covid. Nó vẫn mở mà. Vẫn mở từ trước đến giờ chưa ấy đâu. À, nhà cô ở tầng đâu? Cao lâu ra tầng đây vô nhỉ? Xa thôi, cao lâu à. Đây là hơi xa đấy. Đây còn có cả ớt nữa này. Ớt này mới là ớt thóc. Ớt thóc này. Ớt thóc này mới là ngon này, nhờ cô nhờ. Ớt thóc này bây giờ bán bao tiền một lạng này? 8.000. 10.000 á? 8.000 một lạng. À, 8.000 một lạng. Ớt thóc này nó vẫn đắt rồi. Đắt, ngon. Đấy, chợ này 7 giờ sáng mà đông lắm rồi. Xe đã hết rồi.
cô này có ba lồng chim đây này. Chào mào vào chim khuyên nhé. Chào mào khuyên. Con khuyên này nuôi khó lắm nhờ, mình không nuôi cũng khó. Tuần trước cháu mua một tổ chim khuyên non về, tới nhất tuần này là không còn nó nào luôn. Thế chắc là chưa ăn cám. Mình bón nó mà. Bón cám mà ướt ấy. Nhưng mà nó lớn nhanh cực kỳ, nhưng mà không biết là chết nhanh thế mới là lý do gì. Chim bé. Chim bé mà. Thế là có một con đã được mấy năm rồi. Khả năng là luôn mình nuôi kiểu gì. Cháu bón hôm khoảng một tuần nó nhảy các kiểu lên đẹp lắm rồi, nhưng mà chết nhanh lắm. Chắc là mình không biết chăm. Nói chung là khả năng là mình chưa biết cách nuôi. Cháu thỉnh thoảng ra chợ chim này là mua một hai con về chơi, nhưng mà chết nhiều lắm rồi. Cứ thấy con nào đẹp là mua về chơi, nhưng mà hôm nay cô mang ba con đẻ. Con này có non rồi phải không? Non mà. Con này non rồi. Nhưng con này bây giờ bán bao nhiêu tiền cô? À, không phải của cô à? Cứ tổng cô. Cô là con này hay này á? Một sự vô cùng tập đấy. Quyền và Minh. Hôm nay ra sướng hết rồi anh em. Alo. Đấy, đưa anh em đi một vòng tham quan ở đây. Chào mào, Phạm Nhi, ủa con chim gì kia nhỉ? Đây vào anh. Yo. Hai con này ba chục à? 5.000. Đây ngó hết rồi. 5.000, 5.000. Đó là vừa mua về. Một con á. Cứ tưởng là lại bán khuyên này, lại bán nốt chào mào này. Ừ, chào mào. Trong này chỉ mấy đâu nhỉ? Mua, thế là mua về à? Mua về rồi. Bao nhiêu tiền con này? 15.000 một con này được nhỉ? Em mua 50.000 hai con. 50.000 hai con á? Mấy con này? Ở đâu còn không? Còn nữa đâu. Tôi còn nữa, anh ấy mua một đôi. 50.000 hai con rồi rẻ chứ. Đôi dưới này à? Dưới này có một đôi đây nhỉ? Đây không có. Lấy tận tít bên kia kìa. Tít kia đấy á? Tôi mua được cái tìm mấy con 15.000 đi được. Quay con này xem nào. Con này chim của cháu à? Ai à, bé tí này mà chưa được chim đẹp thế. Chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp rồi nhờ. Mang ra chợ làm gì ấy? Bán à? Không, cháu đi chơi ạ. Mang chơi được à? Ai à, được ấy nhờ. Cao thủ chơi chim ấy. Bé tí này chưa tầm một mùi ấy, mùi ấy. Khá lạ ấy. Thấy chưa? Cũng chợ chim một khác nhờ. Đâu để chú ngó một tí nữa nào. Con này là mua bao nhiêu tiền đây? Con này cháu mua rẻ ạ. Bao nhiêu tiền? 150 rồi. 150 à? Ừ. Ây ơ, thêm mang ra chơi rồi phải không? Được. Thằng này cu này tương lai là cao thủ chơi chim ấy. Được đấy, phần test luôn. Ừ, được, được. Đấy. Sao con này lưới đầu đen hết? Con trống mà như là xem nó cái độ kêu nó vang xa khoảng 3 tiếng trở lên là trống. Nhà phải ngắm được con này yên tĩnh cơ, tính huyết rồi. Anh ở sách ở đâu anh lấy rồi rỉ nó, sau đó kêu con nào trống mà kêu từ 3 tiếng trở lên là trống. Mãi nó không qua kêu được bao giờ, kêu được 3 tiếng trở lên. Nhưng mà phải nghe, phải ngồi với nó khoảng nửa tiếng mình ngắm, mình rỉ nó mới biết được. Bao tiền con anh? Trăm. Cầm tay này nhìn khó. Đây, khu vực bên này cũng có rất nhiều các bác. Ấy ở kia mới là dàn chim kia mới là xin đẹp này. Dàn chà màu này mới là đỉnh cao này. Viết vào chỗ này này. Viết trong để viết tay con chà màu cháu ạ. Gì? Dạ, cám đấy. Cám đấy.
Phượng hoàng đất. Cái nục. Phượng hoàng đất. Con này ra rồi nào? Đèn á. Ờ. Đèn linh đàn ra rồi. 200 rồi anh bắt đi. Con chim ra rồi. Quá già luôn đấy. Trần. Ra rồi. Cho cháu hỏi nhờ cô một tẹo nhá. Quay cô một tẹo và hỏi nhờ tí. Những con thảo mi được cô bán bao nhiêu con cô? 1.500.000 anh ạ. Hả? 1.500.000. 1.500.000. Không, mình hỏi thôi, hỏi cho khách nó xem, nó hỏi mua ấy. 1.2 Những con như này á? Những con nào dài thôi thì 1.3 Không phải những lúc mà khách nó hỏi quay vào mi cho nó để nó xem đẹp không nó mua mà. Cho nên là mình hỏi giá cả cho anh em biết. Báo cô, cũng cô chưa phải không? Đây, hai mẹ con rồi. Hai quả. Triệu dưới, cứ tầm giá đấy. 1.200.000 À, 1.200.000 đến 1.500.000 một con. À, vâng. Đây nhá, các bạn xem được video này, các bạn xem này. Những con này là tầm 1.200.000 đến 1.500.000 một con. Nói chung là sẽ quay sẽ là khó, rất là khó để anh em xem. Anh em phải trực tiếp lên đây nhìn thì khả năng sẽ. Đây, con cho hai củ này. Đâu anh? Con gì hai củ nữa đâu. Xem từ từ đấy. Bác này thần pha mi rồi. Đây. Bác này là bác không phiền chờ nào là không gặp bác này luôn. Vua chơi chim ấy. Nhảy nhiều quá. Không, em quay này lên là nhiều đang hỏi lắm là giá cả hoa mi ấy. Cho nên là hôm nay quay cho bọn nó xem để nó có dịp thì lên. Hôm nay mới về được loạt mới đấy. Về loạt mới đúng không? Loạt mới. Thật ra là anh em phải lên tận nơi xem. Còn xem này khó xem lắm. Cho nên là không biết được. Cái giá cả thì cứ báo giá cho anh em biết thôi. Cái tầm từ 1.200.000 đến 1.500.000 thôi nhỉ. Bây giờ đấy. Còn này, bây giờ là không thể như này là không biết được. Qua đây vòng xem con chim của bác cái. Hai anh quay suốt cả. Ờ thì nhà gần đây mà. À đây con gà rừng đây hả? Con gà rừng ở đây. À vẫn à, còn đó. Vẫn chưa bán được à? Thôi không bán được, rẻ quá. Bán mì. Con chim có bán nhá. Em để nhà. À. Em muốn hơn cho anh. Chưa ra đây không ai để được giá đấy của em mà.
hơi khó. Trên hơi nhóm khó. Thì nó nhanh hơn. Trên nhóm thích hơn nữa. Tiếp tục. Con này hôm đó giao bán là mấy trăm, là 800 kìa. 800. Bán trên nhóm thì em gửi lâu rồi, không ra đến đây. Cái này năm nay đi ít được 4 con rồi. Đấy, cũng khá là thuần rồi nhỉ. Con này còn là nuôi lâu rồi đấy. 8 lít con này. Con này nuôi lâu rồi. Con ơi, mang đi bấy được rồi. YouTube của mình là gì anh? Nuôi lâu rồi. Nguyễn Lợi TV. Nguyễn Lợi á? Bên đây phụ kiện là đầy đủ hết. Đấy, anh em thấy không? Áo lồng, thức ăn cho chim, cốc chim. Mà nói chung là tất cả phụ kiện ở chợ này đều có. Sang anh em sang anh xem mấy con họ mi. Bên này bác này ngày nào cũng có phiên nào cũng thấy anh ở đây nhỉ? Và phiên nào cũng thấy anh ra chơi chim nhỉ? Năm nay con này con mình nghe năm là thế này mộc chở này. Con này của anh nhỉ? Thả bãi gì chưa? Đang em VIP đấy, anh em có yêu cầu hàng VIP lên đây. Là hàng VIP đấy. Hàng này là hàng tuyển chọn rồi đấy. Bác này gặp mấy cái này, cái này là cái này 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 cái mua này giờ chú cắt với nhà phiên nào thôi. Người ta 600 mình về hôm trước ông tao ốm xuống rồi và quay ra chửi. Có sao giả 600 không? Phiên nào thấy cắt không biết. Thấy nó nhiều quá. Đi nữa mình hỏi được. Đi nữa. Cắt. Khá nhộn nhịp. Khuyên non. Hôm đó mua tổ về nuôi, không biết nuôi cũng chết hết vơ, khó nuôi hết đấy. Khuyên em ơi, bỏ chuối là bỏ sâu. Anh là chuối dầm với cám với một ít nước nữa là được mà, bẩm chăn nó. Hôm đó lớn nó nhưng lớn mà... Bọn này phải chăn liên tục cơ. Nó lớn tầm này đấy nhưng mà là... Bọn tầm 10 phút, 15 phút thì lại cho bón nó một lần. Đúng rồi. Không có thời gian nuôi đâu. Phải nuôi rồi. Người chết đấy. Chết hết mà, không nào nuôi. Đưa cháu nuôi. Mùa khuyên này. Khá nhiều khuyên. Ôi còn chơi lên đầu. Con đi anh. Đàn này có một hai con lưng quy đấy. Con queo luôn. Nhưng mà mùa khuyên rồi. À mùa khuyên rồi sao nhỉ? Ba mi kiểu mi khuyên. Con vẹt à? Trắng nhỉ?
đây đầy rất nhiều chim, đủ các loại luôn. Hot nhiều lắm rồi. Đúng bao tiền? 4 triệu tư thì bán. Không bán bớt được nữa vì con này mua cao quá rồi. Mà hot thuần chim ấy. Bây giờ mọc người ta bán 1 triệu mốt rồi. Thuần biết này. Mày hay đấy. Này, 4 triệu tư cho bán, không thể lại đâu. Ông chắc là không phải ở Lạng Sơn rồi đúng không? Cho các lên đi vào. Chào con này hát đâu. Con này hot thì vô tư rồi, hot nhiều luôn. Khá thần. Thích thì lấy cho đi. Đạt tiêu chuẩn thì lấy thôi. Đạt tiêu chuẩn. Cái này em quê nó sẽ phải hay là... Hút mật. Tiếp tục anh em đi vào vòng bên này các bạn nhé. Bán đầy đủ các phụ kiện luôn, lồng chim. Khuyên vừa siêu tầm hả chú? Của chú à? À phải đâu vậy anh? Đánh lót này nhờ? Để ra con này nó mới được mà. Hai hôm. Cái lồng đẹp. Cái lồng sắt à? Không phải. Cháu mưa, cháu chơi. Dạ bà con, nó vừa mua xong. Anh ơi. Rồi, xong đi. Vừa mới xong cho vào kia cùng đạp ơi. Cho nhà chật tấu rồi. Biết thế rồi đấy, tao là hộ máy chứ còn được tính chắc. Vừa bấy được chế mới ăn gì nhá. Không có à? Bao nhiêu tiền? Anh mua 20 gì? À. Mua này 20 nghìn không? Bao nhiêu? Không muốn nữa à? Chán là vào 20 nghìn. Từ 100 nhảy xuống 20. Ờ, 20 nghìn. 20 nghìn. Nhà đấu. Có chứ. 20 nghìn. Ờ, con chim ở trên cá. Ăn rồi. Hả? Đi bảo làm đấy, anh ăn rồi. 10 nghìn anh. 10 nghìn anh bước vào kia. Có sáng hay tay đồng rồi. Phần mềm bét này chọc phớ rồi. Con này chim già đấy. Ăn cám gì ấy? Bộ là... Nhà cám già. Cám già. Bắt đầu ngoài đấy, rồi bán cho tiền.
chim này là 1,5 triệu của bác này đây. 1,5 triệu này. Đây anh em ngắm ký một tí này. 1,5 triệu. Anh mồi mồi phát thôi là không.